Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Rick. Hôm nay trong video của Jurassic World The Game thì Rick xin nói về cái con Giganotosaurus Gen 2 một chút. Trước khi chúng ta bắt đầu vào cái tournament cuối tuần này, các bạn nào mà theo dõi cái buổi livestream của Rick thì cũng thấy được là lúc đó trong buổi livestream thì cái hình ảnh của cái con Giga Gen 2, đọc chạy cho nó nhanh đi, nó đã xuất hiện ở trong game Jurassic World The Game rồi. Thì cái hình ảnh đó thì các bạn có thể thấy rất là quen, là bởi vì nó lấy hình ảnh từ cái Jurassic World Dominion ha. Rồi tiếp theo là tới cái game Jurassic World Evolution nè, rồi Jurassic World Alive, đó cũng là cái con Gen 2. Và qua tới cái Jurassic World The Game này cũng vậy, nó cũng là con Gen 2. Thì hình ảnh nó lấy gần như giống nhau hết, không có gì là khác biệt hết các bạn. Nên là ai cũng biết về cái con Giga này rồi. Thì hôm bữa bạn Hiếu là ai có gửi cho mình một cái hình của cái con Giga mà nó bị lộ, chắc là do mấy bên mấy cái người nước ngoài người ta hack được cái hình ảnh của nó. Đây mình để nó đây cho các bạn xem. Ngoài ra thì còn bị lộ thêm một vài thông tin của nó, là những cái hình ảnh ở những cái dạng involve của nó. Đây, các bạn có thể thấy đây ha, là involve 10, involve 20 nè, involve level 30 và dạng involve cuối cùng là involve số 4. Thì mình thấy ở đây nó để như vậy có nghĩa là nó không phải là một con kiểu đặc biệt giống như là con Bumpy hoặc là con Toro. Thì những con này nó sẽ phát sáng và nó giữ nguyên hình ảnh. Thì không phải, thì cái con Giga này là một con special dinosaur thôi, chứ không phải là những con đặc biệt giống như trong game. Mấy con mà có phát sáng này thì không phải. Rồi còn biết được một vài thông tin về máu của nó. Ở đây chúng ta có máu của nó là bao nhiêu đây, mình coi coi. Máu của nó là 3620, đam là 545 hả? Ồ, có vẻ gì đó nó kỳ kỳ nha. Máu thì nhiều mà sao đam bèo vậy? Mình tưởng cái con Giga Gen 2 này là nó khi mà nó xuất hiện thì nó phải mạnh dữ lắm đấy chứ. Nhưng mà để coi coi là khi mà nó thật sự nó xuất hiện trong game thì có phải cái thông số nó có đúng hay không. Tại vì những cái thông số này là thông số mà người ta rò rỉ ra thôi, cũng chưa chắc là chính xác cho đến ngày mà con Giga nó xuất hiện ha các bạn ha. Rồi đó là toàn bộ thông tin về cái con Giga mà mình muốn nói sơ trước khi chúng ta vào cái buổi tournament cuối tuần này của nó. Thì cái tournament cuối tuần này của nó là mình sẽ đánh tournament và sẽ livestream cái tournament đó cho các bạn xem. Thì ở đây ở trên trang mấy cái trang xã hội của Jurassic World The Game nó cũng đang là cuối tuần này thì sẽ có tournament của nó rồi, không có gì mà chúng ta phải thắc mắc nữa, đúng không? Để xem coi trong đây nó có để không. Ở đây nó chưa có để. Rồi thì trong đây nó sẽ có những cái lịch đấu trước vài ngày đó, nhưng mà nó vẫn chưa xuất hiện cái lịch đấu của con Giga. Rồi trước khi mà Rick kết thúc cái video này thì Rick sẽ đấu lại cái trận boss lần trước. Lần trước đấu boss thua nhục quá các bạn, ỷ quá, nên là lần này không có livestream. Trong buổi livestream đó ngồi nói chuyện dữ quá nên thua nhục. Lần này không có livestream nên là sẽ tập trung đánh thì chắc chắn là sẽ thắng rồi. Lần trước là kiểu vừa nói chuyện vừa ý nên khả năng thắng rất là khó. Thì mấy con boss này cũng có gì khó chơi đâu các bạn. Nếu mà các bạn đủ mạnh, đủ biết cách chơi thì có thể đánh những con mạnh hơn mình. Ví dụ như các bạn chưa có nâng max level giống như mình, level 60 nè, Chỉ cần nâng khoảng level 30 thôi cũng có thể thắng được cái đội hình của đối thủ ở bên đây. Nếu mà biết cách nâng mấy con boss này. Mấy con boss này nó có mấy cái skill hỗ trợ nè, rất là ngon. Nâng đúng là đánh bá cháy luôn. Đó, giống như cái con Giganotosaurus 32 của mình, nếu mà mình nâng đúng là nó vừa tăng đam tăng máu rồi phải hả? Để coi coi. Nó tăng đam thôi, như con này không có tăng máu. Nó chỉ tăng cái điểm tấn công với lại boost cái attack thôi. Nè. Nhưng mà chết rồi, đáng lẽ mình phải đổi qua cái con Salamander chứ, bấm lộn rồi các bạn ơi, lỡ đổi lộn qua con Omega rồi. Để. Lỡ đổi qua Omega thì đó, hú cho nó một phát luôn. Mày Omega đấu với Omega luôn, chết luôn các bạn. Ồ, thấy chưa, mình nói mà, nếu mà biết cách chơi thì ha, không sợ tốn điểm đâu. Hú cái con Omega của đối thủ chết queo luôn rồi, còn đánh đấm gì nữa. Rồi con này nó sẽ tăng đam lên đây, phải không? Tăng đam lên đúng không? Đúng rồi, tăng đam xong đổi qua con chim. Ôi 4 điểm rồi, giết mình chết rồi. Ghê thiệt, vừa tăng đam vừa đổi qua con chim luôn. Ok, tao đánh mày luôn. Đó, đang khắc tinh với nó mà nên mình không có sợ. Đang khắc tinh với nó nên mình không sợ. Đó, được 1 điểm tấn công, 2 điểm tấn công để giành 1 điểm rồi. Chết mày nè con Valkyrie hả? Đáng lẽ là mình có thể edit được cái hình ảnh của con Giga Gen 2, lấy cái hình ảnh của bên Jurassic World Alive qua để edit, mà cái điện thoại của mình giờ nó ba chớp ba nhán quá rồi, cái cảm ứng của nó bị hư rồi, nhiều khi là bây giờ không sử dụng được. Mình edit cái mình làm cái phông xanh, cái mình cắt cái phông xanh ra, xong mình để con Giga nó đi vòng vòng trong Jurassic World The Game, nhìn nó cũng thú vị. Không biết là có edit nổi hay không. Rồi tiếp tục nâng điểm tấn công cho cái con Giganotosaurus 32 của mình nha các bạn. Đó, 2 điểm tấn công, chết rồi, nó thủ hết 2 điểm rồi. Oh no, chết bà chưa. 6 điểm hả? Rồi nó giết chết con trên channel của mình rồi. Nó khoảng 5 điểm là đủ chết rồi các bạn. Châu cụ 24.000 đam. Các bạn nghĩ sao? Đó, mình sẽ lấy con này thủ. Một con thì giảm điểm tấn công, một con thì nâng điểm tấn công. Thì không biết là con nào sẽ thắng. Coi chừng trận này thua là nhục nữa rồi nha. May quá, giảm điểm của nó xuống rồi. Nè, nó tăng điểm lên nè. Chết rồi, chắc giảm không kịp do so với nó tăng. Trời ơi. Rồi thôi thua rồi. Giảm không bao nhiêu mà nó tăng lên quá trời quá đất luôn. Thử coi nếu mà trận này thua nó thôi nhục quá. Giảm tiếp. Rồi 8 điểm tấn công, rít lên đường rồi các bạn ơi. Trời ơi, 3.500. Xong luôn. Lại thua nữa. Lại thua nữa. Thì mấy con boss này cũng không có gì khó chơi đâu các bạn. Thì mấy con boss này cũng không có gì khó chơi đâu các bạn. Trời ơi, 31.000. Cứ tưởng là sẽ thắng các bạn. Thôi rồi, quá nhục luôn, quá nhục luôn. Đánh đấm kiểu này thì chơi với ai? Chơi lại trận nữa, chơi lại trận nữa. Giống như là gỡ nhục nè. Trận này gỡ nhục nha các bạn. Không nhây nữa. Ngay kiểu này chỉ có lỗ thôi. Vừa lỗ vừa nhục. À, lần này rất sẽ tập trung vô một chút nha. Hồi nãy cũng nói tập trung mà vẫn thua đó. Ghét không? Để coi con nó dám làm gì mình không. Yeah. Lại đổi con Omega, hú một phát cho con Omega của nó chết nữa nè. Đúa. Đó, tình hình là giống nãy lắm rồi nha. Tình hình là giống hồi nãy lắm rồi đó nha. Thì không biết là trận này thua hay thắng. Còn nhây còn như thua nữa. Thôi ráng này không nhây nữa. Con quỷ này nó lại tăng đam. Ok, mày tăng đam tao lấy Omega 09 giảm đam mày tiếp. Ơi, nó tăng đam xong nó đổi qua con kia các bạn. Nó thông minh thiệt. Tăng đam xong đổi qua con chim. Mày đổi qua chim thì tao đổi qua lại cái con ăn cỏ. Ba điểm à, cho mày chết luôn. Không nhây với tụi này nữa, nhây riết là thua, riết là thua. Nhục lắm. Đó. Cái của thằng này là hồi máu với lại tăng điểm máu full luôn. Rồi full luôn thì ha, chơi luôn. Đó, 4.000 máu. Thử coi một con nhiều đam với lại một con nhiều máu thôi. Thôi máu nó tăng nhanh ha, đam mình tăng nhanh. Lâu đam nó tăng nhanh ha, máu mình tăng nhanh nha. Đó, nó lại tăng đam nữa các bạn. Mỗi lượt là nó tăng hả? Khoảng mấy ngàn đam à. Chù. Nè. Đó, tiếp tục. Phải vậy chứ. Coi máu mày tăng nhiều hay là đam tao tăng nhiều. Ba ngàn. Trời, 4.300. Kinh khủng quá các bạn ơi. Trận này rít lại nhây nữa rồi. Cái tật không bao giờ bỏ các bạn. Cù nhây cù như nó. Được. Mày hả? Đó. Rồi Máu của mình bây giờ lên tới 33.000 rồi nha. Nó 7 điểm tấn công. Ui, 5.000, 6.700, 6.700, nó quánh 7 điểm là mình lên đường chắc rồi. Rồi 6 điểm thôi cũng chết nữa. À, 81.000, 81.000 đam. Má ơi, má ơi là kinh khủng. Rồi thôi không nhây với nó nữa, cho mo tầm của mình ở lông, cho Omega của mình gầm rú cho nó chết bà đó đi mày. Em phát gầm rú nữa nè. Ủa, ủa đủ 5 điểm rồi mà tại sao kỵ ta? Rồi vậy là nó ăn gian rồi. Ui, 5.000, 5.992, có nghĩa là nó 10.000 đam rồi các bạn. Wow, kinh khủng thiệt. Ồ, đáng lẽ hồi nãy mình vừa đủ điểm thì mình nó phải hú một cái chứ. Vậy là nó chơi ăn gian mình rồi. Thưởng hú được một cái nữa là nó chết bà nó rồi. Mày xạo sự hả con? Quánh cho thắng chứ để thua nữa nhục các bạn ơi. Đó, xong. Cuối cùng cũng thắng được chứ. Để gỡ lại cái nhục từ bữa livestream tới giờ, tới ngày hôm nay vẫn thua. May là kết thúc video này là Rick đã thắng được rồi. Đó, xong, kết thúc mấy cái trận boss nha. Rồi video ngày hôm nay thì Rick chỉ nói sơ về cái con Giganotosaurus Gen 2 cho các bạn nghe. Thì cuối tuần này thì anh em nào mà đánh tournament thì nhớ vừa đánh vừa coi livestream của Rick nha. Cuối tuần này Rick sẽ livestream đánh tournament của nó đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still